Xin kính chào và cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Ba, hai, một, lên hình. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Chú Bê Kiêu. Xin chào khán giả của Phòng Anh Cuối Tuần. Khách sạn 5 sao. Mười chín giờ ngày 7 tháng 9 năm 1970, những tín hiệu đầu tiên của vô tuyến truyền hình đã lên sóng trơn tru suốt gần 2 giờ đồng hồ. Buổi phát sóng đầu tiên với những thiết bị kỹ thuật rất thô sơ, máy quay phim do chính đội ngũ kỹ thuật lắp ráp, nó có tên là Ngựa Trời. Tin được ghi bằng ảnh tĩnh, phát thanh viên đọc bản tin bằng bảng telex không dấu, phát sóng trực tiếp đòi hỏi phối hợp chặt chẽ của các khâu kỹ thuật, nội dung và những sai sót không thể tránh khỏi khi phát sóng. Và chuyện đứt sóng như thế này đã từng xảy ra. Từ năm 1976, phát sóng đen trắng hàng ngày. 10 năm sau, từ năm 1986, phát sóng truyền hình màu. Và năm 1987, chính thức mang tên Đài Truyền hình Việt Nam. Kể từ đây, những bước ngoặt mang tính lịch sử đặt nền móng cho sự ra đời của những chương trình mang dấu ấn đặc biệt. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin được bắt đầu chương trình thời sự tối nay. Đây là cuộc truyền hình trực tiếp lần đầu tiên được tổ chức giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang có mặt trên đường Trần Phú ở ngay bên cạnh bãi biển Nha Trang. SV96 9 8,5. Tôi sẽ có một món quà dành cho quý vị và các bạn. Từ các bản tin chuyên mục tới các cầu truyền hình Việt Nam đã kết nối người dân cả nước và hòa cùng dòng chảy thông tin toàn cầu. Xin kính chào quý vị, chúng tôi đang có mặt tại trường quay hiện đại, trường quay của bản tin thời sự 19 giờ, nơi mà những trang thiết bị tiên tiến nhất được sử dụng để phục vụ cho những buổi lên sóng hàng ngày. Như quý vị có thể thấy đấy ạ, màn hình phía sau lưng tôi có thể thay đổi theo những nội dung trình bày của người dẫn. Có thể là ở giữa dòng nước lũ, nơi cầu trường SEA Games rực lửa, giữa tâm dịch Covid-19. Vâng, đây cũng là cách mà chúng tôi kết nối với nhiều trường quay, nhiều điểm cầu, nhiều phóng viên ở khắp mọi nơi. Và hàng trăm hàng ngàn những nội dung khác mà mỗi phóng viên, biên tập viên của VTV thực hiện mỗi ngày để cập nhật tin tức tới khán giả. Bởi với chúng tôi, khán giả ở đâu? VTV ở đó. Trong suốt 52 năm qua, VTV luôn đồng hành cùng khán giả trong dòng chảy thông tin sôi động, mọi sự kiện, mọi diễn biến của đất nước, những sự kiện chính trị quan trọng. Trong những ngày cao điểm của dịch Covid-19, các phóng viên của VTV đã không quản ngại nguy hiểm để xung phong tác nghiệp trong tâm dịch. Với những người làm nghề chúng tôi thì được đi vào trong cái vùng tâm của tâm dịch để ghi lại những thước phim, ngoài niềm tự hào thì còn là trách nhiệm, là ý thức mang trên mình mỗi một phóng viên. Không cứu được, nó đau lắm. Khi thấy một bệnh nhân bị vậy, nó đau từ trong tim. Tất cả bao nhiêu con người mà cũng không cứu được. VTV có mặt trong mọi diễn biến thiên tai, địch họa. Nơi người dân gặp khó khăn, nơi đó những phóng viên VTV xuất hiện. Mưa to để nước to, và nước sông thì đang lên nhanh. Những con sóng lớn liên tục đập vào đất liền. Thì bắt đầu mở cửa để đón các tàu vào trú tránh bão. Tất cả đều đã bị ngập sâu. Không thể tìm thấy một cái dương nào có thể sống sót. Có mặt trong những vấn đề gai góc, phản ánh thực trạng của xã hội qua các vệt phóng sự điều tra, tạo nhiều tiếng vang. Chính là thủ đoạn tinh vi trong hoạt động bảo kê hiện nay ở tại chợ Long Biên. Mỗi một cái tác phẩm, tại sao tôi có bảo rằng là tôi có phương án chuẩn bị và tôi đã từng phải lên một kế hoạch rất là kỹ càng để bảo vệ an toàn cho cả gia đình mình. Làm sao để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân thì chúng tôi sẽ có thêm những cái động lực. Cùng với đó là những dòng thông tin từ phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại các điểm nóng trên toàn thế giới. Những chương trình thiện nguyện, truyền cảm hứng, những cầu truyền hình đặc biệt trong những ngày tháng lịch sử của đất nước. Tôi 12 tuổi
tới rồi, mà nãy với lần đầu tiên gặp má. Mẹ ơi, anh ơi, nãy con tìm được má rồi, mẹ ơi. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cách làm truyền hình, cách làm tin tức ở VTV cũng đã thay đổi để cập nhật xu hướng của truyền hình hiện đại. Đi sâu vào những nội dung mà người dân quan tâm và sử dụng nguồn lực từ nhiều cơ quan báo chí liên kết. Cái đại dịch Covid nó làm cho chúng ta bị ngăn cách. Nhưng mà không vì thế mà cái dòng chảy tin tức nó bị chững lại. Thì nó tạo ra một cơ hội là gì? Cái khối tin tức của VTV biến tất cả những phát thanh truyền hình địa phương ở các địa phương ấy, trên toàn quốc ấy, trở thành cánh tay nối dài của mình. Và khi tận dụng được tất cả cái nguồn lực đấy thì chính là tận dụng được tất cả những cái nguồn thông tin và những đối tượng khán giả ở tất cả các vùng miền. Cái công cụ hỗ trợ tất cả những cái liên quan đến cái hạ tầng số nó giúp chúng ta rất là nhiều trong cái việc là gì? Chúng ta mặc dù là chúng ta không tiếp cận nhưng cái dòng chảy thông tin của chúng ta không ngừng nghỉ. Công nghệ phát triển những công cụ giúp phóng viên tác nghiệp nhanh hơn, cho phép đường truyền dữ liệu nhanh hơn để chuyển nội dung về tòa soạn. Ở đó, những phóng viên truyền hình hiện đại đang tận dụng mọi lợi thế để cung cấp thông tin nhanh nhất đến khán giả. Phóng viên trẻ thì cần phải xây dựng làm thế nào để mình có thể trở thành những phóng viên đa năng, có thể tác nghiệp trong bất cứ môi trường nào, có thể cùng một lúc vừa là biên tập, vừa làm quay phim, vừa làm dựng phim. Trong những cái thời điểm hiện tại khi mà chúng tôi đi tác nghiệp ấy, thì sẽ không chỉ có máy quay đâu. Chúng tôi sẽ phải mang theo rất nhiều thiết bị khác nữa như là máy ảnh này, laptop này, kết hợp luôn là cái việc là truyền tải thông tin qua rất nhiều nền tảng khác nhau. Chính vì vậy nên là khán giả trên các cái nền tảng số thì đã đều có thể tiếp cận những cái thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và kịp thời nhất. Tất cả những nỗ lực đó trong suốt 52 năm qua, VTV luôn là một người bạn thân thiết với khán giả truyền hình. Truyền minh mạnh mẽ cùng dòng chảy thời đại. Xin chào quý vị khán giả, đây chính là trường quay của chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Bắt đầu. Có thể nhận thấy là trong một không gian trường quay như thế này nhưng đã có rất là nhiều góc khác nhau, rất nhiều phần nội dung khác nhau để chúng tôi có thể mang tới cho quý vị khán giả rất nhiều những cung bậc cảm xúc chỉ trong một chương trình. Ký ức vui vẻ, chuyến du hành trở về miền ký ức. Nhân vật huyền thoại. Sân khấu đó là thiên đường, gặp mấy đức là lúc. Không ngừng nâng cấp và thay đổi để luôn trở nên mới lạ. Từ Việt Nam đa sắc, tôn vinh văn hóa Việt với nhiều lĩnh vực khác nhau, cho tới chữ V diệu kỳ, với sự xuất hiện của các khách mời trong và ngoài nước hóm hình, còn các thương hiệu game show đã thân quen với khán giả, thì nay cũng được thổi làn gió mới. Phương án C là một phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Song song với đó, những năm qua cũng đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ của phim Việt trên sóng giờ vàng VTV. Đặc biệt, ngay trong thời điểm dịch bệnh, phim quay tới đâu, phát sóng tới đó. Dù có nhiều khó khăn trong sản xuất, vẫn có rất nhiều bộ phim ấn tượng trở thành một phần vaccine tinh thần cho khán giả trong thời điểm ở nhà chống dịch Covid-19. Như Thương Ngày Nắng Về, Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân. Phim truyền hình của VTV phát triển và có những cái sự thành công nhất định, được công chúng yêu mến thì đấy là cái sự thay đổi về cách thức làm phim. Cho nó cả về công nghệ và kinh phí, cả về nguồn lực, rồi là đặc biệt là chú trọng vào khâu nội dung là một trong những cái vấn đề mà VTV phải đặt ra để làm sao chúng ta có thể duy trì được cái dòng phim Việt ở trên sóng. Chúng ta làm phim cho người Việt, chúng ta có những tình huống, có những câu chuyện của người Việt và có hồn của người Việt ở trong đấy thì đương nhiên là khán giả sẽ xem phim Việt nhiều hơn phim nước ngoài. Làm thế nào để những bộ phim mang những cái giá trị tốt đẹp nhất, những cái nội dung nhân văn nhất và gần gũi với người Việt nhất. Lắng nghe khán giả từ nhiều kênh khác nhau, theo sát dòng thời sự để đáp ứng những nhu cầu hiện có của người xem. Những chương trình giải trí VTV không ngừng nỗ lực để trở thành món ăn tinh thần nóng hổi, nêm gia vị khác nhau dành riêng cho khán giả Việt. Xin chào quý vị đang đến với một buổi livestream của Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi đang có mặt tại một trường quay ảo và với một trường quay như thế này cùng với công nghệ xử lý đồ họa ảo để chúng tôi có thể sản xuất được rất nhiều nội dung như là những talk show hay là những chương trình tọa đàm được phát sóng trực tiếp và liên tục tương tác với khán giả ở trên nền tảng số. Với tinh thần phục vụ, khán giả ở đâu, VTV ở đó, chúng tôi luôn nỗ lực bằng kinh nghiệm và những giải pháp công nghệ hiện đại nhất để có thể sản xuất và phân phối nội dung cho nhiều nền tảng khác nhau, từ truyền hình,
ứng dụng VTV Go, báo điện tử VTV News và hệ thống các trang mạng xã hội của VTV như là Facebook, YouTube, Instagram hay là TikTok. Và cùng với một nội dung, giờ đây quý vị có thể thấy chúng tôi ở trên TV, trên máy tính, trên điện thoại hay là máy tính bảng, sẵn sàng phục vụ quý vị ở mọi lúc, mọi nơi. Việt Nam là thị trường có sự chuyển đổi nhanh với độ phủ Internet, lượng người dùng thiết bị di động và mạng xã hội ở tỷ lệ cao hàng đầu thế giới. Ngày càng có nhiều khán giả sử dụng các nền tảng số để xem tin tức hoặc giải trí và giảm thời gian xem truyền hình truyền thống. Vì vậy, VTV cũng thay đổi để theo kịp dòng chảy này. Lấy trung tâm là truyền hình, VTV đã và đang xây dựng hệ sinh thái số phát triển. VTV Go, ứng dụng xem truyền hình trên Internet của Đài Truyền hình Việt Nam với hơn 6 triệu người cài đặt ứng dụng và 16 triệu lượt xem hàng tháng. Cùng với đó là báo điện tử VTV News, ứng dụng VTV giải trí mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả. VTV với cái sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ trong rất nhiều năm qua và đặc biệt là cái sự thay đổi về tư duy trong sản xuất nội dung thì một nội dung của truyền hình đã được sáng tạo và được thực hiện bằng rất nhiều phiên bản khác nhau. Từ đó có cách phân phối đa nền tảng trên Internet, trên ứng dụng VTV Go, rồi qua truyền dẫn của mình, kể cả thậm chí cả mạng xã hội nữa vân vân, thì cho phép VTV có thể xuất hiện ở nhiều nơi với nhiều phiên bản. Với quan điểm, khán giả cần xem nội dung nào thì VTV cung cấp nội dung đó. Khán giả sử dụng phương thức truyền dẫn nào, nền tảng thiết bị nào thì VTV phân phối nội dung theo phương thức truyền dẫn và nền tảng thiết bị đó. Bên cạnh đó, VTV cũng tìm cho mình những hướng đi mới trong việc sản xuất những chương trình mới dành cho tệp khán giả trên nền tảng số. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với tin nóng thể thao trên các nền tảng mạng xã hội. Và đây là Zline, bản tin dành cho thế hệ trẻ. Phát triển nội dung trên nền tảng số cũng mang lại nhiều thách thức cho truyền hình Việt Nam như vấn nạn tin giả, xâm phạm bản quyền trên nền tảng số. VTV đã tìm nhiều giải pháp, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để làm giảm thiểu những tình trạng này. Với tất cả những thuận lợi và thách thức đó, VTV sẽ liên tục làm mới chính mình để phục vụ khán giả, nhưng sẽ luôn dựa trên nền tảng xuyên suốt là uy tín của VTV, Đài Truyền hình Quốc gia, định hướng trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hàng đầu với những kênh sóng, chương trình và năng lực sản xuất được xây dựng và phát triển trong suốt 52 năm qua. Tất cả để đền đáp lại sự tin yêu của khán giả. Cảm ơn vì đã yêu VTV. 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 Hành trình của tôi đầy ắp những ước mơ và tôi biết còn bao điều bất ngờ. Chỉ cần niềm tin thì tôi chẳng lo sợ vì tôi là VTV.